Đội trưởng đội vệ sĩ Bệnh viện Đức Giang dương tính với SARS-CoV-2 Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố vừa ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 là ông LVC, sinh năm 1967, có địa chỉ tại ngõ 52 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Ông C là đội trưởng đội vệ sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Tối 12 tháng 6, ông C được Bệnh viện Đa khoa Đức Giang lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Đến ngày 13 tháng 6, ông nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Tối 13 tháng 6, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, bệnh viện triển khai xét nghiệm định kỳ một tháng một lần đối với nhân viên tại bệnh viện. Ông C đã được xét nghiệm cách đây hơn 3 tuần và cho kết quả âm tính. Từ ngày 3 tháng 6, ông C có dấu hiệu đau họng, ho, sốt nhẹ, người mệt mỏi, nhưng không thông báo với bệnh viện cũng không khám bệnh vì nghĩ bị cảm cúm. Đến ngày mùng 7 tháng 6, ông C xin nghỉ làm ở nhà. Đến mùng 9 tháng 6, người này đến bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn khám tại khu phân luồng khám sàng lọc. Sau đó ngày 12 tháng 6, ông C quay lại bệnh viện Đa khoa Đức Giang để xét nghiệm. Hiện tại ông C được cách ly và điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Theo bác sĩ Thường, vì ông C là đội trưởng đội vệ sĩ nên không tiếp xúc với bệnh nhân và nhân viên y tế. Bệnh viện đã xác định được 13 trường hợp F1 là nhóm vệ sĩ liên quan đến ông C. Hiện 13 F1 này đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả 13 trên 13 trường hợp đều âm tính lần 1. Bệnh viện đã cách ly tạm thời toàn bộ khu vực của nhóm vệ sĩ này. Hiện bệnh viện chưa xác định được nguồn lây. Tại bệnh viện đã điều trị cho 150 ca mắc COVID-19 trong thời gian qua, ông thường cho biết. Ngay sau khi bệnh nhân kể trên có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ y bác sĩ khu vực phòng khám, khu vực chụp X quang và phục hồi chức năng. Sáng nay 14 tháng 6, bệnh viện sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ y bác sĩ và nhân viên y tế các khu vực còn lại.